Bây giờ chuyện giữa anh và em, anh cũng cần phải hỏi ý kiến chị Vân. Cô ấy không muốn em đi Hà Nội á? Phụ nữ nhiều lúc như trẻ con vậy. Em bận và lo cho sự nghiệp của mình mà, cũng là vì tương lai của cả hai nữa. Em cũng nói với cô ấy như vậy, nhưng mà cô ấy... Để đối phó với những cô gái như vậy, mình phải có cách riêng. 3 năm nay anh vun đắp tình cảm của tụi mình như thế, có thể đối với em như vậy là chưa đủ tốt. Nhưng mà anh đã cố gắng hết sức rồi, nhưng em lại chia tay anh với một lý do vớ vẩn. Sao anh có thể chấp nhận được điều đó? Em không muốn trở thành người phụ nữ chỉ biết dựa dẫm vào đàn ông, để rồi khi không có họ bên cạnh thì cuộc sống của em giống như tận thế. Anh sẽ không rời bỏ em đâu. Em đã nói đến vậy rồi mà anh vẫn chưa hiểu nữa hả? Vậy thì rốt cuộc anh phải làm sao? Mình trả tự do cho nhau đi. Vậy thì rốt cuộc anh phải làm sao? Những gì cần nói em đã nói hết rồi. Mình trả tự do cho nhau đi. Em vẫn chưa buông tay. Em đã buông tay rồi. Vẫn chưa. Em đã buông tay rồi. Anh đừng quên, hai chúng ta chỉ là bạn thôi. Thì em đang quan tâm đến bạn của anh. Tại sao tất cả mọi người không ai để cho tôi được một mình bình tĩnh nhỉ? Những lúc anh không quan tâm em, nếu lỡ như em gặp phải cám dỗ, em sẽ dao động, em sẽ do dự. Em sẵn sàng đo đó lấy tim cùng với chị. Đây là cơ hội của em đó. Dạ chị Vân. Chú muốn nghỉ việc á? Mà sao đột nhiên lại nghỉ việc như thế? Em sắp cưới. Sắp cưới? Nhưng mà tại sao cưới lại phải nghỉ việc? Thì vợ sắp cưới của em cũng làm trong công ty này. Anh Dũng nghỉ việc. Đừng có mà giả vờ không biết gì. Anh tự ý thông báo với mọi người mà không bàn bạc với em là sao? Anh muốn tạo bất ngờ cho em thôi. Em bị sốc, chứ không phải bất ngờ. Anh xin nghỉ việc rồi, cuộc sống của tụi mình sẽ ra sao? Anh có công việc mới luôn rồi, lương còn cao hơn ở đây rất là nhiều. Tại sao kế hoạch của anh thay đổi mà em không biết gì hết vậy? Trước kia anh thay đổi kế hoạch, anh chỉ cần giải thích rõ ràng với em là em sẽ không giận. Sao bây giờ em lại như vậy? Bởi vì kế hoạch cuộc đời của em xoay quanh anh. Vậy mà đến cả quyền bàn bạc em cũng không có. Em thấy mình không khác gì một con ngốc vậy. Mọi thứ đều không như những gì anh ấy nói. Anh đem căn nhà của chúng ta cầm với giá 3 tỷ. Còn em thì phải đợi tới khi ngân hàng gửi giấy tới mới biết đó. Đây là một quyết định quan trọng như vậy, tại sao anh không bàn bạc với em một tiếng hả? Chị Thùy Vân đưa ra đề nghị quá đột ngột. Bây giờ mà anh không hùng vốn là chị sẽ đưa cơ hội này cho người khác luôn. Không phải chuyện gì anh cũng quyết là được. Anh biết em thể nào cũng nhỏ như này mà. Bây giờ em muốn làm sao nữa hả Phương? Em đúng là gây sự vô lý đấy. Là em vô lý. Như vậy thì đủ lý do để anh và chị Vân của anh công khai ôm nhau rồi đó. Em là người có lỗi trước mà. Có phải vì vậy nên ông trời đang trừng phạt em không? Là căn nhà mà chúng ta vất vả mới có được. Tại sao anh không bàn bạc với em một tiếng hả? Không phải là anh không muốn nói với em, mà tại vì chị Thùy Vân đưa ra đề nghị quá đột ngột, mà cũng cho anh ít thời gian để suy nghĩ à? Bây giờ mà anh không hùng vốn là chị sẽ đưa cơ hội này cho người khác luôn. Bây giờ lương của anh cao hơn nhiều rồi, chuyện vay tiền trả lãi em không cần phải lo, anh lo được hết. Không phải về vấn đề tiền bạc. Vấn đề ở đây là chúng ta đã thống nhất với nhau rồi. Cho dù kế hoạch trong tương lai có bất cứ thay đổi gì, cũng sẽ cùng nhau bàn bạc, cùng nhau quyết định. Không phải chuyện gì anh cũng quyết là được. Anh có còn tôn trọng em không Dũng? Anh biết em thể nào cũng nhỏ như này mà. Em không muốn mình giống như một con ngốc, cái gì cũng nghe theo anh, luôn đi theo ý kiến, luôn đi theo kế hoạch của anh sắp đặt. Sắp đặt? Anh muốn em có một cuộc sống tốt hơn. Vậy mà em bảo anh sắp đặt cho em hả? Ai sắp đặt em chứ? Em thấy hai đứa tụi mình mệt rồi đó. Anh với cả em vào đi ngủ đi. Khi nào đỡ mệt, bình tâm lại, buổi sáng mai ngồi nói chuyện với nhau sau. Tụi mình đi. Không còn gì để nói nữa. Bây giờ em muốn làm sao nữa hả Phương?
về Sài Gòn. Em đúng là gây sự vô lý đấy. Phải, là em vô lý. Như vậy thì đủ lý do để anh và chị Vân của anh công khai ôm nhau rồi đó. Em có thể nào coi anh như đang cố gắng vì tương lai của hai đứa chúng mình không hả? Em lúc nào cũng như một con ngốc. Anh quyết định gì thì nghe theo anh. Mọi thay đổi của anh em đều răm rắp làm theo. Nhưng mà ngày hôm nay em nói cho anh biết, em mệt rồi. Em thực sự rất mệt rồi. Buông tôi ra anh làm gì? Anh không buông. Anh cũng không muốn bám theo như vậy đâu. Anh cũng ghét bản thân của anh bây giờ. Anh cũng không hiểu tại sao anh luôn muốn gặp em. Anh luôn muốn nói chuyện với em. Em có thể chạy trốn, nhưng anh nhất định sẽ đuổi theo em đến cùng. Tôi cũng nhất định sẽ chạy trốn đến cùng. Cô ơi, cô đi không cô? Vâng ạ, à, bây giờ anh bận lắm, không nghe điện thoại được đâu. Có gì anh gọi lại sau cho, vậy nha. Nhưng mà bây giờ em đang rất cần anh mà. Mày thích thằng này có gì sai? Tao không thích anh ấy. Không thích thì không dám thích. Trong lòng tao chỉ có anh Dũng. Sẽ không về với anh Dũng đi. Ở đây làm cái gì? Nói toàn những lời dối lòng, dối bản thân, dối cả tao. Em trốn được anh, em có trốn được bản thân mình không? Mà hai người sẽ đám cưới rồi. Anh bận như vậy, chuyện đám cưới tính sao? Thì cũng chịu thôi. Không dễ gì để có được một cơ hội như thế này. Chỉ còn Nhật Phương thì sao? Cô ấy có ý kiến gì không? Nhật Phương sẽ không có ý kiến gì đâu. Trước giờ tôi làm gì, cô ấy luôn ủng hộ tôi hết. Cho nên cô phải đi theo kế hoạch cuộc đời của anh phải không? Phương à? Alo, anh Dũng. Bây giờ anh bận lắm, không nghe điện thoại được đâu. Có gì anh gọi lại sau cho, vậy nha. Nhưng mà bây giờ em... Lát nữa anh gọi lại cho em, vậy nha. Hôm nay anh phải ở lại công ty làm việc tiếp với team kỹ thuật. Chắc là sáng mai mới về cơ. Có gì em ngủ trước đi nhá. Có được một người bạn gái tốt như vậy, dù anh có làm chuyện gì đi nữa thì cũng luôn được ủng hộ. Ừ, đúng là tôi may mắn thật. Chị thấy hai người có duyên thiệt đó. Nên là lần gọi vốn lần này chắc sẽ thuận lợi thôi. Sau này khả năng cao là sẽ mở rộng thị trường ra Hà Nội. Em sẵn sàng đó lấy team cùng với chị. Đây là cơ hội của em đó. Thật hả chị? Thật. Cơ hội đến thì phải biết nắm bắt, không được bỏ qua, biết chưa? Dạ giám đốc. Gọi giám đốc nghe xa cách quá nè. Dạ chị Vân. Nhưng mà chị thấy hình thức của em có vấn đề đó nha. Sao thế ạ? Bạn gái em không giúp em chọn đồ hả? Yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion. Năm 2023, ai đã đón giao thừa cùng bạn? Có phải bạn đang nhận ra điều bạn mong chờ mỗi năm không chỉ là Tết mà còn là sống? Bạn đã cùng cười thật tươi với hơn 300 gương mặt này, ghi dấu trong tim hơn 100 bài hát, được truyền cảm hứng từ hơn 100 câu chuyện. Và nhớ không, bao nhiêu sự kết hợp bất ngờ đã làm bạn thích thú mỗi đêm giao thừa. Cảm ơn vì đã và luôn ở đây. Tết 2024 này hãy bên cạnh nhau tiếp nhé. Sống 24, chương trình ca nhạc đêm giao thừa duy nhất Việt Nam, top 1 thế giới YouTube 6 năm liên tiếp, sắp trở lại. Đón giao thừa, đón sống 24.